Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng sẽ làm cho những người da dầu bị nổi mụn, lão hóa, sạm đen và nhờn bóng. Vì vậy, nếu như bạn là người da dầu thì cần chăm sóc và dưỡng da thường xuyên hơn trong thời tiết hanh khô, oi bức như hiện nay. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị 8 cách chăm sóc da nhờn hiệu quả vào mùa nắng nóng. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Rửa mặt bằng nước ấm. Nước ấm làm sạch da nhờn hiệu quả hơn so với nước lạnh. Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm không quá 3 lần mỗi ngày, vì nhiều hơn có thể làm da bị khô và kích hoạt các tuyến bã nhờn sản xuất thêm chất dầu. Ngừa mụn bằng sữa rửa mặt. Các loại sữa rửa mặt có chứa axit salicylic, axit citric và axit glycolic làm giảm các tế bào da chết, ngăn chặn chất nhờn, bụi bẩn bít kín lỗ chân lông, từ đó tránh nguy cơ mụn bùng phát trên da mặt vốn rất dễ gặp khi trời nóng bức. Tẩy tế bào chết. Bạn chỉ nên tẩy tế bào chết cho da khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Lưu ý không chà sát quá nhiều các vùng da mỏng, nhạy cảm vì có thể làm da mất độ ẩm tự nhiên, dễ bị kích ứng. Hạn chế trang điểm. Trời oi nóng, nắng và khói bụi sẽ làm cho các lớp trang điểm bết dính trên khuôn mặt. Nếu không tẩy trang cẩn thận, đây sẽ là một trong những tác nhân chính khiến da bị lão hóa, nổi mụn mủ. Do đó, bạn chỉ nên thực hiện các bước trang điểm cần thiết nhất trong thời gian này. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay thế các loại phấn nền foundation bằng kem trang điểm dạng lỏng có chứa silicone. Đây là loại kem nền không lắng đọng và bịt kín các lỗ chân lông. Bên cạnh đó còn tạo ra lớp nền bảo vệ da hiệu quả trước tác động của nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời. Tránh sờ nặn mụn. Đây chính là lúc thích hợp để bạn lên quyết tâm từ bỏ thói quen xấu này. Chạm tay quá thường xuyên lên mặt là cách nhanh nhất giúp vi khuẩn, các chất dầu và bụi bẩn lây lan vào da, làm cho tình trạng kích ứng và nổi mụn càng trở nên khó kiểm soát. Nếu tóc của bạn thuộc loại nhờn, bạn cần buộc gọn để tránh rơi rớt và tiếp xúc trực tiếp với da mặt. Xem lại thực đơn hàng ngày. Các loại thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày có tác động đáng kể đến làn da và mái tóc của bạn. Khi đã bước sang mùa khô nóng cũng là thời điểm bạn cần quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn của mình. Đồ chiên, xào, thức ăn nhanh, chứa nhiều dầu mỡ có thể làm cho bạn dễ bị mụn trứng cá, mụn mủ. Thay vào đó, nên bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin A như khoai lang, cà rốt, rau lá xanh, rau cải xoăn, bina, rau diếp, cải ngọt, ớt đỏ và các loại trái cây tươi, nhiều nước gồm có dưa hấu, cam, xoài. Uống nhiều nước. Nắng nóng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi và làm da mất đi độ ẩm cần thiết. Vì vậy, bạn nên tăng cường hấp thụ nước bằng cách uống khoảng 8 đến 10 ly nước mỗi ngày, cũng như tiêu thụ các món ăn dạng lỏng như canh, súp, uống nước ép hoa quả ít đường, nước dừa tươi. Siêng đắp mặt nạ. Các loại mặt nạ dưỡng da rất cần thiết khi thời tiết oi bức và nhiều nắng. Bạn nên áp dụng chúng mỗi tuần một lần để giúp hấp thụ bớt lớp dầu thừa, loại bỏ tạp chất, làm mát và duy trì độ ẩm cần thiết cho da. Có rất nhiều loại mặt nạ tự nhiên rất tốt cho da nhờn khi trời nắng nóng. Bạn có thể dùng táo nghiền trộn với 3 thìa mật ong hoặc trộn một quả chuối với 1 thìa mật ong, 1 thìa cà phê nước chanh, thoa đều lên mặt, để khô trong 20 phút và rửa sạch bằng nước, khăn ấm nhằm loại bỏ chất dầu, bã nhờn quá mức trên da. Các loại mặt nạ chế biến từ trứng cũng cho tác dụng tương tự. Dùng miếng bông chấm lòng đỏ trứng lên các vùng da tiết nhiều chất nhờn như mũi, cằm, má, trán và thái dương, rửa sạch sau khi để khô khoảng 10 phút. Hoặc pha lòng trắng trứng với 4 muỗng dầu hạnh nhân, 1 muỗng cà phê nước chanh và trộn đều, thoa lên mặt để khô và rửa sạch với nước ấm sẽ giúp loại bỏ bớt các lớp dầu dư thừa trên da. Trong chương trình ngày mai, xin giới thiệu tới quý vị một số cách làm mặt nạ tinh chất thiên nhiên giúp giảm thâm môi hiệu quả tại nhà. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.